khám phá hành trình thiết kế đàn piano Pleyel tại các nhà máy quốc tế dẫn đầu trong ngành sản xuất piano Pháp, Đức, Trung Quốc và Indonesia. Từ công đoạn chế tác công phu, khắc khe từng khâu chọn lên phụ kiện. Đến quy trình hoàn thiện cuối cùng. Qua 4 lần lên dây và điều chỉnh. Tinh chỉnh hòa âm. Đánh bóng và kiểm duyệt. Tất cả tạo nên biểu tượng và niềm kiêu hãnh của nước Pháp. Piano Pleyel, sản phẩm âm thanh Pháp trữ danh, linh hồn của các nhà soạn nhạc vĩ đại và giới khuyết tật châu Âu. Pleyel.